Rồi, xin chào anh em đam mê nát cải tiến. Bữa nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một số mẫu ha, bữa nay mình tổng hợp và bữa mình sẽ gãy mẫu ra sau nha. Nay tại mình còn có một số mẫu thôi. Ví dụ anh em đăng ký kênh để mình xem nhiều sản phẩm hơn nha anh em. Đó, kênh mình là chuyên cung cấp ha. Kênh chính của mình là cải tiến nát thun cao su. Đây cái nát này nát Super 02, giá khoảng mấy trăm thôi, đầy đủ kính luôn. Này là nát vip ống vuông đầy đủ kính khoảng khoảng mấy trăm. Còn cái nát này khoảng cũ máy vip 3, nó xài dẹp quay tròn tùy anh em chọn. Mình sẽ đổi đầu cánh cho anh em. Này là lá vip 19, ví dụ có kính 1.10 đồ luôn đầy đủ rồi, khoảng là 8 xị, 8 9 xị ha. Còn cái này rẻ nhất là vip 10 bán 3 thì nó rơi vào khoảng 5 5 xị mấy thôi, có kính đồ luôn đầy đủ dây dự phòng bi. Đó, còn hàng này là vip 21 có kính đồ luôn, nó rơi khoảng cũ 3. Nó tùy anh em chọn mẫu thôi. Nhưng dòng này nói chung thì tiền nào của nấy anh em. Dòng này nó rẻ nhất thì nó cũng không có ngon bằng dòng kia. Nói chung tiền nào của nấy thôi. Đồ chuẩn cũng vậy. Này là 30 với 50 mét, nó dùng tùy người bắn như tùy mẫu ha. Đó. Rồi mẫu này nè, nó có bá ở sau nó tầm không đem ra nha. Con này kéo được 2 mét mấy nè. Mẫu này kia 2 mét mấy rồi. Bắn rất là lực, xài dây 20 của nó, vip 20 mm anh em. Còn dòng này là dòng cao cấp rồi, dòng vàng là ống là đúc rồi ha. Còn hai dòng này giá tầm trung. Còn dòng này cũng thuộc về cái dòng mà giá cũng thuộc về tầm trung, cũ máy tầm trung thôi. Tại vì hiện tại giá cải tiến thì nó có hai cũ máy nữa. À, bên mình thì bao uy tín cho anh em, bên mình thiên về uy tín và chất lượng chứ mình không có thiên gì rẻ ha. Nên ví dụ có trên lệch giá 50.000, 100.000 không là gì cả ha. Bên mình anh em phải xem phụ kiện đồ đầy đủ hay không. Bên mình ví dụ sau này nó mua có hư hỏng phụ kiện gì nó cứ liên hệ mình sẽ có cung cấp cho anh em. Còn dù anh em không có mua hàng của mình thì mình không có hỗ trợ phụ kiện lẻ nha anh em. Em mua mình cái ưu đãi rất là lớn cho anh em luôn, ưu đãi suốt đời, chừng nào cái sản phẩm này nó ngừng sản xuất thì thôi. Đây mẫu này thì bên mình thì nói chung là cọc á, thì dưới 700k thì không cọc, còn trên 700 thì cọc 50k, còn trên hai cũ thì cọc 100k. Nó chung tùy cái số tiền của anh em mua ha. Đó, bữa nào sẽ quay tổng hợp cho anh em, và bữa mình sẽ gãi ra một cái clip nào đó, hoặc anh em bấm vô cái kênh của mình, bấm vô cái kênh em, bấm vô cái kênh, cái chữ kênh á, là vô đó nó sẽ bấm vô cái chữ video cái nữa, là nó sẽ đầy đủ cái tất cả cái video mà anh em chọn một sản phẩm nào đó mình thích để mình xem cụ thể một sản phẩm đó thôi. Cái này là nó sản phẩm như là dạng nó gom chung ha, mình sẽ quay gom chung cho anh em. Rồi anh em mình mua hàng cứ liên hệ với mình nha, shop mình sẽ phụ lưng bao uy tín cho anh em ha. Bao uy tín mình mà bán hàng 5 6 năm chứ không phải là mới bán nha anh em. Nên là anh em mua hàng cứ yên tâm ha. Bên mình chịu trách nhiệm cho anh em là gửi cho anh em chừng nào đủ hàng thì thôi, chứ cái chuyện mà thiếu hàng không có ha. Gửi chừng nào đủ thôi. Đó, anh em phụ quay video lại giùm mình ha. Cọc thì anh em chuyển cọc xong anh em chụp màn hình lại gửi qua giùm mình nha. Đó, cái gì là rõ ràng cái đó cho nó dễ nha anh em. Rồi đó, anh em mình mua hàng thì cứ liên hệ anh em, nhớ đăng ký kênh xem nhiều sản phẩm hơn nha anh em. Còn một số sản phẩm nữa mình sẽ lên cái clip sau đó, anh em sẽ tổng hợp 6 sản phẩm này trước ha, rồi bữa sẽ lên thêm một clip nữa sản phẩm khác. Rồi anh em mua nhớ đăng ký kênh xem nhiều sản phẩm hơn nha anh em. Chào anh em nha.